Bản xuất hiện kỳ lạ của ông Trump trên xe rác và ý đồ đằng sau đó. Bầu cử Mỹ 2024, đồng minh cứng của ông Trump tái xuất sau 4 tháng tù. Tổng thống Biden vạ miệng, Nhà Trắng vội vã sửa sai. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ, ông Donald Trump, đã gây chú ý với hình ảnh lái xe rác ở sân bay Green Bay tại bang Wisconsin khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đếm ngược tới giờ G. Ông Trump đã bước xuống bậc thang của chiếc Boeing 757, đi qua đường băng ướt đẫm mưa, loạn trọng do trơn trượt và gió mạnh, trước khi trèo lên ghế phụ của một chiếc xe chở rác màu trắng, sơn tên chiến dịch vận động tranh cử của mình. Theo AP, cựu Tổng thống Donald Trump từng là một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng, muốn thu hút sự chú ý đến phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của đương kim Tổng thống Joe Biden Người đã ám chỉ những người ủng hộ ông Trump là rác rưởi. Cụ thể, ông Biden đã lên án phát biểu của diễn viên hài Tony Hinchcliffe, người gọi Puerto Rico là hòn đảo rác tại buổi vận động của ông Donald Trump tại Madison Square Garden vào cuối tuần trước. Theo đoạn ghi do Nhà Trắng cung cấp, ông Biden nói: "Thứ rác rưởi duy nhất mà tôi thấy là những người ủng hộ ông ta." Đảng Cộng hòa ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ, so sánh lời nói của ông Biden với phát biểu gây tranh cãi của bà Hillary Clinton vào năm 2016 khi bà gọi một nửa số người ủng hộ ông Trump là đáng khinh, nhà trắng đã cố gắng giảm nhẹ phát biểu của tổng thống bằng cách chỉnh sửa bản ghi chính thức, thêm dấu nháy và từ người ủng hộ ám chỉ rằng ông Biden chỉ nói về diễn viên hài Hinchcliffe. Trên mạng xã hội X, ông Biden cũng làm rõ tất cả những gì tôi muốn nói là sự coi thường người la tình là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông Trump đã sử dụng phát biểu của ông Biden như một công cụ chống lại đối thủ đảng dân chủ, phó tổng thống Kamala Harris. Ông Trump nói. Bạn thấy xe chở rác của tôi thế nào? Đây là để vinh danh Kamala và Joe Biden. Ông Trump sau đó cũng tuyên bố không liên quan đến diễn viên Hinchcliffe, người đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cả hai đảng sau phát ngôn gây tranh cãi. Khi được hỏi liệu ông có nên xin lỗi Puerto Rico, ông Trump vẫn ngồi trên chiếc xe rác tuyên bố không biết gì về một diễn viên hài và nhấn mạnh tình yêu của mình dành cho Puerto Rico. Ông Trump khẳng định, không ai giúp đỡ Puerto Rico nhiều như tôi. Tôi đã chăm sóc họ khi họ gặp bão lớn người Puerto Rico yêu mến tôi và tôi cũng yêu họ. Ông Trump nói thêm, tôi không biết gì về diễn viên hài đó. Tôi nghe nói anh ta có phát biểu gì đó, nhưng đó là phát biểu của anh ta. Anh ta là một diễn viên hài. Tôi có thể nói gì bây giờ? Diễn viên Hinchcliffe sau đó đã bảo vệ phát biểu của mình, khẳng định rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Sau tuyên bố gọi những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump là rác rưởi, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã đính chính lại sự nhầm lẫn của mình. Bình luận về phát biểu của diễn viên hài Tony Hinckliffe, Tổng thống Biden đã nói, Thứ rắc rưởi duy nhất mà tôi thấy đang trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump. Ông Biden sau đó còn viết trên X nói rõ rằng ông đã gọi những lời lẽ thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ Trump phát ngôn tại cuộc biểu tình ở Madison Square Garden là rắc rưởi. đồng thời nhấn mạnh việc ông Trump coi thường người Latin là vô lương tâm và không Mỹ chút nào. Nó hoàn toàn trái ngược với mọi thứ chúng ta đã làm, mọi thứ chúng ta đã trải qua. Tổng thống cũng đã tiếp tục cáo buộc ông Trump cố gắng chia rẽ đất nước dựa trên chủng tộc và nhấn mạnh rằng ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là Tổng thống của toàn nước Mỹ. Tờ The Hill sau đó đã dẫn lời Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Andrew Bates nói rằng Tổng thống đã gọi lời lẽ đầy thù hận tại cuộc vận động ở Madison Square Garden là rác. Ông Biden sau đó cũng đăng tải trên mạng xã hội X đưa ra giải thích tương tự. Ông Biden vẫn nhiều lần nói vấp hay đôi khi khiến người nghe khó hiểu ông đang nói gì hoặc muốn nói gì, vì vậy, nhiều người cùng nghe một phát biểu của ông có thể hiểu thành những ý khác nhau. Dù vậy, lần nói vấp này đã trở thành cớ cho phe Cộng Hòa sau khi cuộc vận động tại New York của ông Trump gây nhiều tranh cãi vì đầy những lời phân biệt chủng tộc, giới tính. Những phát biểu của Tổng thống Biden đã nhanh chóng bị các đồng minh của ông Trump lên án. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio cũng chỉ trích lời bình luận của ông Biden thật kinh khủng. Ông cho biết, ông Putin đang nói về những người Mỹ bình thường yêu đất nước của họ và thúc giục chiến dịch của Harris xin lỗi. Ông nói rằng, Chúng tôi không phải là rác rưởi, chúng tôi là những người yêu nước, yêu nước Mỹ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jerry Vance, ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa, đăng trên X rằng bà Kamala Harris và sếp của bà ta là ông Joe Biden đang tấn công một nửa đất nước. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, bà Caroline Levitt cho biết trong một tuyên bố sau đó, không có cách nào để xoay chuyển tình hình, Joe Biden và Kamala Harris không chỉ ghét Tổng thống Trump, họ còn khinh thường hàng chục triệu người Mỹ ủng hộ ông ta. Ngay cả một số đảng viên dân chủ nổi tiếng cũng bắt đầu xa lánh những bình luận của ông Biden. Phát biểu trên CNN, thống đốc Pennsylvania George Shapiro cho biết ông sẽ không bao giờ xúc phạm những người dân tốt của Pennsylvania hoặc bất kỳ người Mỹ nào, ngay cả khi họ chọn ủng hộ một ứng cử viên mà tôi không ủng hộ. Ông Trump và các đồng minh lập tức đem lời ông Biden ra so sánh với những phát biểu năm 2016 của ứng cử viên đảng Dân Chủ khi đó là bà Hillary Clinton. Trong đó, bà nói rằng một số người ủng hộ cựu Tổng thống là những kẻ tệ hại. Ông Trump phản bác lại rằng, rắc rời ư, tôi nghĩ ông Biden tệ hại hơn, đúng không? Đồng minh lâu năm của ông Donald Trump, ông Steve Bannon, đã được thả khỏi cơ quan cải huấn liên bang ở Danbury, Connecticut sau khi thụ án 4 tháng tù vì bất chấp lệnh triệu tập trong cuộc điều tra của Quốc hội về vụ tấn công điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông nói và ám chỉ đến Tổng trưởng Lý Mỹ và cựu chủ tịch Hạ viện cũng như phó tổng thống Mỹ và ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ rằng cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh tù nhân chính trị của chế độ Merrick Garland, Kamala Harris, Nancy Pelosi. Ông Bannon cũng đã trở lại chương trình podcast và chương trình trực tuyến của mình tuyên bố rằng ông tập trung vào việc giúp ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông chỉ trích đảng dân chủ và chương trình nghị sự của họ, khẳng định cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ông vào tù để bịt miệng ông, mặc dù bộ thẩm đoàn đã kết tội ông và một thẩm phán đã tuyên án ông. Ông nói, 4 tháng trong nhà tù liên bang không chỉ không làm tôi suy sụp mà còn trao quyền cho tôi. Tôi tràn đầy năng lượng và tập trung hơn bao giờ hết trong suốt cuộc đời mình. Dù ông Bannon không còn làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn khẳng định sự ủng hộ dành cho ông và cam kết sẽ sử dụng mọi ảnh hưởng của bản thân để giúp ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trước khi vào tù, ông Bannon còn cảnh báo về mối đe dọa pháp lý sắp xảy ra với cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ thẩm đoàn New York đã kết luận ông Trump có tội với 34 cáo buộc trong vụ chi tiền biệt miệng. Tuy nhiên, thẩm phán New York, Juan McCain có thể đưa ra hình phạt không phải án tù như quản chế do ông Trump không có tiền án, vi phạm không mang tính bạo lực. Ông Bannon từng phục vụ tại Nhà Trắng trong 7 tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump. Ông sau đó rời nhiệm sở, được cho là do mâu thuẫn với các quan chức cao cấp khác của Nhà Trắng. Thẩm phán Carnicons hồi tháng 10 năm 2022 đã tuyên ông Bannon 4 tháng tù do không chấp hành chát triệu tập điều trần từ Ủy ban của Hạ viện Mỹ phụ trách điều tra vụ bạo loạn đồ Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Nichols ban đầu cho phép ông Biden hoãn thi hành án trong lúc kháng cáo. Tuy nhiên, một hội đồng của Tòa Phúc Thẩm Liên bang ở Washington hồi tháng 5 bác bỏ những lập luận kháng cáo của ông Biden, khiến các công tố viên yêu cầu thẩm phán Nichols phải buộc người đàn ông này thụ án ngay. Thẩm phán sau đó ra lệnh cho ông Biden tới nhà tù trình diện để bắt đầu thụ án. Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm tới, bất kể người nào chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói với báo chí để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean-Pierre nói, Tổng thống tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, và đó là điều mà các bạn sẽ thấy ông ấy làm. Không phải vì ông ấy, mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người dân Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Bà Jean-Pierre cho biết, Việc tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực và ông ấy chắc chắn sẽ tham gia lễ nhậm chức. Theo truyền thống, các Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ tại đồi Capitol, nhưng ông Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden vào tháng 1 năm 2021. Sau khi thất cử, ông Trump đã lên trực thăng rời khỏi Nhà Trắng vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, Phó Tổng thống của ông Trump là Mike Pence đã cùng phu nhân Karen tham dự buổi lễ. Thời điểm đó, Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden đã phá vỡ truyền thống hơn 150 năm ở Mỹ. Tổng thống Mỹ đầu tiên từng làm như vậy là John Adams. Theo sử gia cấp cao tại Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, trong hiến pháp Mỹ không có quy định tổng thống sắp mãn nhiệm phải dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Về mặt pháp lý, họ không buộc phải có mặt ở đó, nhưng sự có mặt của họ lại là một điều quan trọng vì nó cho thấy niềm tin vào nền dân chủ. Trở lại với cuộc bầu cử ở thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang bám đuôi sát nút ở tất cả 7 bang chiến trường. Đây là cuộc đối đầu gay cấn giữa hai ứng cử viên để quyết định ai sẽ là người điều hành đất nước giàu có và hùng mạnh nhất thế giới trong 4 năm tới. Nếu đắc cử, bà Harris sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Trong khi đó, ông Trump đang tìm cách trở lại Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ từ 2017 tới 2021. Trong một tuần nữa, hơn 200 triệu cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ bà Kamala Harris để làm người lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump và bà Harris đã đưa ra hai tầm nhìn chính sách hoàn toàn khác biệt về nhiều chính sách quan trọng cho nước Mỹ, đặc biệt là kinh tế và nhập cư, hai vấn đề nóng được cử tri quan tâm hàng đầu. Mặc dù bức tranh kinh tế Mỹ nhìn chung đã tươi sáng hơn trong những tháng gần đây, Phó tổng thống Harris thừa nhận sau gần 4 năm nhiệm kỳ của cấp trưởng Joe Biden, chi phí sinh hoạt vẫn còn quá cao đối với người Mỹ vì lạm phát tăng vọt. Ứng cử viên Đảng Dân chủ nói bà muốn xây dựng nền kinh tế cơ hội, tập trung vào tầng lớp trung lưu với các kế hoạch chống đầu cơ giá, thúc đẩy phát triển nhà ở, hỗ trợ người mua nhà lần đầu và mở rộng tín dụng thuế trẻ em. Tín dụng thuế trẻ em được hiểu là khoản khấu trừ thuế mà các gia đình có thể nhận khi sinh con. Bà Harris cũng cam kết cắt giảm thuế cho hàng chục triệu gia đình có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời ủng hộ giảm thuế cho các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, bà muốn tăng thuế đối với doanh nghiệp lớn và người Mỹ có thu nhập từ 400.000 đô la Mỹ mỗi năm. Phó tổng thống cũng ủng hộ đề xuất bỏ tiền thuế boa, điều mà ông Trump cũng đồng tình. Trong lĩnh vực thương mại, bà Harris dự kiến duy trì chính sách dưới thời tổng thống Biden dựa vào thuế quan và hạn chế xuất khẩu để thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong nước với hàng Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử, bà cũng đã đề cập tới các khoản đầu tư đầy tham vọng của chính quyền Biden vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, ông Trump cam kết chấm dứt lạm phát và giúp nước Mỹ có giá cả phù hợp hơn. Cam kết giảm lạm phát của ông Trump chủ yếu dựa vào kế hoạch cắt giảm giá năng lượng bằng cách tăng khoan thăm dò, khai thác dầu khí, bãi bỏ các quy định về môi trường liên quan đến hoạt động này. Ông đã chỉ trích gây gắt việc tăng lãi suất, vốn được xem là công cụ chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Ông Trump gần đây cho rằng Tổng thống nên có tiếng nói trong các quyết định của Fed, cơ quan vốn hoạt động độc lập với chính quyền Mỹ. Bên cạnh đó, cựu tổng thống Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa coi nhập cư là mũi nhọn để công kích bà Harris, cho rằng phó tổng thống đã dành quá ít thời gian tới thăm các khu vực biên giới trong nhiệm kỳ. Trong hai lần tranh cử trước đó, ông Trump luôn coi siết quản lý nhập cư là trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình và nhận được sự ủng hộ từ nhiều cử tri Mỹ. Thăm dò được NBC News thực hiện tháng trước chỉ ra 54% cử tri Mỹ nghĩ rằng Ông Trump sẽ xử lý tốt hơn vấn đề bảo vệ biên giới và kiểm soát nhập cư, trong khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 33%. 57% cử tri được hỏi cho rằng bà Harris sẽ đối xử tốt và nhân đạo hơn với người nhập cư cũng như bảo vệ quyền lợi của họ, trong khi ông Trump là 29%. Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử bang Pennsylvania mới đây, ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ ban hành đạo luật thương mại có qua có lại với EU ông cảnh báo nếu ông tái đắc cử liên minh châu âu eu sẽ trả giá đắt vì không mua đủ hàng hóa mỹ ông trump nói trong cuộc vận động ở bang chiến trường pennsylvania rằng tôi sẽ nói với các bạn điều này liên minh châu âu nghe rất dễ chịu đáng mến đúng không tất cả các quốc gia châu âu nhỏ bé hợp lại với nhau họ không mua ô tô của chúng ta họ không mua nông sản của chúng ta họ bán hàng triệu hàng triệu chiếc xe vào mỹ không họ sẽ phải trả một cái giá cao phía eu chưa lập tức phản ứng về tuyên bố này theo euronews quan hệ thương mại Mỹ EU có giá trị lớn nhất thế giới, khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ giá trị hàng hóa và dịch vụ hàng năm. EU đang hưởng lợi hơn Mỹ khi báo cáo cho thấy EU hưởng thặng dư 156 tỷ đô la Mỹ về hàng hóa trong năm ngoái, trong khi bị thâm hụt 104 tỷ đô la Mỹ về dịch vụ. Ngân hàng Goldman Sachs ước tính thuế suất 10% của Mỹ sẽ khiến GDP của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone giảm 1%. Các nhà kinh tế khác dự báo Đức sẽ là nước chịu thiệt hại nặng nhất do phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử lần này, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế 10% lên hàng hóa của tất cả các nước nhập vào Mỹ, riêng Trung Quốc là 60%. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh chịu gánh nặng kinh tế từ thuế suất đó. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng đề xuất này sẽ tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, có khả năng gây gia tăng chi phí và những sự đáp trả. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris vừa cảnh báo trước hàng chục ngàn người tập trung tại sự kiện của bà ở Washington rằng ông Trump đang tìm kiếm một loại quyền lực không bị kiểm soát. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể làm đảo ngược rất nhiều nếu không nói là toàn bộ chính sách thương mại của EU, từ thương mại đến trợ cấp công nghiệp hay điều tra chống độc quyền. Tuy nhiên, không lĩnh vực nào gây lo lắng nhiều như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Brussels lo ngại nếu ông Trump chiến thắng, Ukraine sẽ phải tự lo liệu vì châu Âu không thể lấp vào chỗ trống mà Mỹ để lại trong hoạt động viện trợ cho Kiev.